Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì các bạn nhìn ở tiêu đề video ngày hôm nay thì các bạn đã biết mình đi bắt con gì rồi đúng không? Thì lúc nãy á, mình có đi sang cái núi tuyết ở bên kia kìa. Mình đi farm ô liu. Thì mình thấy có một cái con red level 260. Ok, thì khá là cao rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ quyết định ngày hôm nay thì mình sẽ đi tem nó. Nhưng mà mình dùng nỏ tem nó thì mình nghĩ là khá là lâu, cũng như là mình sợ nó chết nha các bạn. Thì cái ở đợt trước á, mình tem một con red level 100 thôi mà mình bắn nó vẫn còn 100 máu thì nó mới ngất xỉu ấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là mình sẽ lên đồ lên súng nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ học cái ráp súng thôi. Thì mình biết á, là cái bản vẽ súng ở trong đây á, thì đam khá là thấp. Nhưng mà thôi kệ các bạn ạ, mình vẫn chưa đi hang để kiếm bản vẽ mà. Đâu rồi ta? Level mấy thì có cây súng đây. Level 35 nha các bạn. Và sẵn đây thì mình phải học luôn cái đạn, viên đạn cái đã. Viên đạn mê nha. Ok, đó. Bây giờ thì mình sẽ ráp cái súng này thôi. 280 đam. À, đạn thì cần sát này cũng như là cái bình mê 57 bình mê nè. Đó, ở đây thì mình đã làm sẵn cái bột đá rồi các bạn ạ, bột vàng á. Bây giờ thì chỉ cần bột thuốc súng thôi, cần tro. Tro thì mình vô mấy cái đuốc này mình lấy thì có ở đây thôi. Ok. Ha. Bây giờ lên thời kỳ xài súng rồi các bạn ạ. Bây giờ không có xài nỏ nữa. Không biết thì một tí nữa thì mình quay trở lại đó thì nó còn xuất hiện ở đó không nữa. Bây giờ làm gì đây ta? Đúng rồi, phải lấy cái bột thuốc súng này chế đạn thôi các bạn. Chế đạn trước, đầu tiên là phải chế đạn trước. 3 trong đó rồi chế tên. Thì cái này làm thì khá là dễ thôi các bạn ạ, không có tốn nhiều nguyên liệu đâu, chủ yếu là thời gian mình phải đợi cho cái này nó làm. Này nó đang làm bột thuốc súng này, 100 mấy bột thuốc súng thì đợi hơi lâu đấy. Thì mình đã đem cái con đại bàng tập trước về rồi nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy thì hai con, một con level 439 và một con 413, hai con thì chỉ số khá là ngang bằng thôi. Đây, lấy cái súng ra mới được. Ha ha, đó. Ok, thì 50 mấy mũi tên rồi các bạn ơi. Nỏ thì bây giờ mình sẽ cho dùng tên đi. Còn súng thì mình sẽ cho để xuống dưới đây. Test thử nào, đó nhìn khá là ok luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ sơn cái súng của mình nha các bạn, để mình xem trong cái tủ mình thì có màu gì. Thì các bạn mà xem quảng cáo á, thì nó thường random ra rất là nhiều thứ nha các bạn. Ở đây thì mình xem quảng cáo vài lần á, thì nó có ra cái màu nữa. Ok, màu đỏ nha, khá là chắc ấy. Đó. Thì bây giờ mình kiểu như mình sẽ lấy mình nghĩ là 50 mũi này thì đủ rồi đấy các bạn ạ. 50 mũi này thì mình nghĩ đủ rồi đấy. Bây giờ lấy thêm narcotic. Narcotic thì narcotic thì mình làm tên mây hết hả ta? Chết rồi, mấy bình narcotic thì mình làm tên mê hết rồi các bạn ạ. Không biết thì nọc sứa mình còn không nữa. Wow, hên quá, nọc sứa mình vẫn còn nha. Sẵn thì mình sẽ lấy cái keyboard của con gì ta, đúng rồi, con bọ cạp. Đó, nó sẽ ăn keyboard con bọ cạp nha. Thì mình tránh không làm mất thời gian của các bạn, thì lúc nãy mình đã đi hang hunter các bạn. Mình lấy x10 rồi, cũng như là mình đã farm làm được cái 6 cái cổng và làm cái bẫy này rồi. Để bây giờ mình sẽ check lại một lần cuối để xem có đủ vật liệu chưa nha. Đạn này,
thuốc mê này, keyboard này, X10 này. Nghĩ là đủ rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ lên đường thôi. Xuống này. Ok. Thì điều cần thiết bây giờ đó chính là mình phải tìm được nó nha các bạn. Thì cái địa điểm của nó thì lúc nãy là bên đây này, bên vùng tuyết á. Bây giờ mà bay qua không thấy thì hơi là bị buồn ấy. Lúc nãy thì mình đi farm oleo các bạn về đang làm xăng cho cái máy điện của mình ấy. Thì tình cờ thì mình thấy nó máu hình như là mình nhớ không làm là 11.000 hay sao á. Để mình xoay cho nhanh mới được. Lần này là phải chắc kèo nha các bạn, phải xây cổng rồi ha, đặt bẫy rồi đang dụ nó vào. Chứ mà như con lần trước để nó chạy thì còn có 100 máu à. Lỡ con nào, con gì nó cặp một cái là như rồi luôn. Đây 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 đây. Đường tới cái khu vực này rồi các bạn. Đó. Rồi, lúc nãy thì mình thấy nó ở khu vực này nè. Bây giờ thì không biết có thấy nó không đây nữa nè. Chính xác là cái khu vực này. À. Đâu rồi nhỉ? Đây 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 đây, nó đây các bạn. Một cục đen xì lì đây. Đó. Level 260. Máu còn có 9.000 mấy à. Tại vì nó đấu với mấy con này nè các bạn. Bây giờ kiểu như mình sẽ làm cổng và mình sẽ dụ nó vào nha các bạn. Ok. Lấy cái cổng ra mới được. Có con đại bàng này me me gần đây này. Sợ một hồi nó đang mình đang làm thì nó đánh mình ấy. Đó, một cái. Hai cái nè. Ba cái. Bốn cái. Năm cái và cái thứ sáu thì mình sẽ để ở đây nè. À, cái này phải làm bẹt bẹt ra một tí mới được. Chứ mình sợ nó không vào được ấy. Đó, cái này mình sẽ để ngay đây. Đây thì bích bích cửa nha các bạn. Bích cửa trong Red không thể nào mà ra được. Đó, đặt bẫy ở đây nha. Ok. Mở ra, đó. Bây giờ thì mình sẽ chạy lại và mình sẽ dụ nó. Có hai con đại bàng ở đây thì khá là đáng ghét đấy. Ủa con Red đâu rồi? Đây nó đang Red, nó ở đây các bạn. Ủa level 110 luôn nữa kìa. Nó đấu với Mammoth rồi. Để nó cạp chết con Mammoth các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dụ nó lại là cái cổng kia. Đi theo tao mày. Ok, theo tao. Đó, 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 đó. Nó đập đầu theo mình rồi các bạn. Đó, ok, theo cái đường mòn nè. Tao đã mở một cái đường mòn sẵn sàng cho mày rồi đấy. Vô đây em ơi. Ok, 97. À. Đó. Khá là đơn giản nha. Chỉnh con chim của mình về chế độ passive thôi các bạn. Passive nè. Bây giờ thì lấy súng ra bắn mày thôi. Tuyệt vời nha các bạn. Ok. Ấy, ủa gì vậy?
Hả? Chuyện gì vậy? Wow, các bạn có thấy không? Vừa rồi thì mình không hiểu tại sao luôn ấy. Phải vậy? Mình thấy rõ ràng là nó cạp cái cổng mà. Ok và Vân thì mình đã trở lại ở đây các bạn ơi. Lúc nãy thì mình không hiểu sao mình đứng xa một khoảng cách rất là xa như vậy luôn á. Rồi mình bắn cái con Red mà nó lại cạp được mình nữa. Chết nằm một đống này nè các bạn. Vãi thiệt. Không hiểu luôn. Thực sự không hiểu các bạn ơi. Bây giờ đứng ở đây bắn mà mày cạp chết tao nữa thì tao chịu đấy. Thật sự ấy. Không hiểu được luôn. Khá là quế trèo. Mình phải chết, mình phải qua ra ngoài các bạn. Mình đợi khoảng là 2 phút mình mới vào được đấy. Sao bị lỗi game à? Lỗi game à? Ở xung quanh thì chẳng có con gì đánh mình nha các bạn. Không có con gì đánh mình á. Con này khá là trâu đấy. Khá là trâu đấy. Để mình xem cái turbo của nó được bao nhiêu rồi các bạn. Mình nghĩ là bắn hơi bị lâu nha. Thì có thể là mình sẽ cắt bỏ ở khúc này nha các bạn. Tại vì mình nghĩ là bắn khá là lâu đấy. Sau khi mình bắn hết nó thì mình sẽ trở lại. Vâng, và mình đã trở lại rồi đây các bạn ơi. Mình có thể nói là con T-Rex này quá là trâu. Và cái cây súng của mình thì khá là cùi luôn. Bạn có tin không, lúc nãy thì mình đem theo 100 phải không? Phải nói là 75 viên đạn đạn mê á. Nhưng mà mình bắn nó chỉ được khoảng là 8.000 turbo hay bao nhiêu á. Rồi sau đó mình phải về nhà nè các bạn. 8.000 turbo rồi sau đó mình phải về nhà. Rồi mình đi farm trái đen, rồi mình làm đạn các kiểu nữa. Thì mình làm thêm có 200 mấy viên nữa. Tổng cộng là mình bắn vào người nó là 175 viên đạn mê thì nó mới ngất nha các bạn. Quá là khủng khiếp luôn. Không thể nào mà lường trước được các bạn ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ tem nó nha các bạn. Ok. Đó, cho nó ăn keyboard luôn. Để thử xem thì nó sẽ lên được level bao nhiêu đây. Mình không biết thì nó ăn hai cái keyboard này thì có đủ hay không nữa nè. Lên 130 level nha các bạn. Đó. Mình phải nói là khá là vất vả với con này luôn các bạn ạ. Thì không phải vất vả vì vấn đề gì, mà vất vả về là farm trái đen, rồi làm narcotic, xong rồi làm đạn mê nữa. Khá là chua luôn. Bây giờ thì mình có nên lại và làm một giấc để cho nó nhanh không ta? Nếu mà để mình cho xem nó ăn xong một cái keyboard thì nó sẽ lên được khoảng bao nhiêu. Và sau đó thì mình sẽ ngủ nha các bạn. Nếu như mà nó ăn khoảng một cái keyboard này á, hơn 50%, thì mình sẽ lại cái đầu cái túi ngủ đây nè, mình sẽ ngủ. Và sau khi ngủ dậy á, thì chắc chắn là sẽ tem thành công cái con T-Rex này. Còn nếu như mà nó dưới 50% á các bạn, thì mình để trong người nó hai cái keyboard như thế này nè, thì mình ngủ á, thì nó kiểu như nó sẽ tuột nha các bạn. Nó kiểu như nó ăn hết cái keyboard rồi á, thì không có đồ ăn nữa thì nó sẽ tuột cái điểm tamin xuống. Khá là khó chịu luôn. Thì tất nhiên là mình phải đợi nó rồi. Đợi xem nó ăn xong một cái keyboard này thì nó lên được khoảng bao nhiêu rồi mình biết mình còn mua cái keyboard vào để vào người nó nữa. Hy vọng là nó sẽ trên 50%. Keyboard cộng X10. Để xem đây. Ok thì gần sắp sửa đầy ống tâm in rồi các bạn. Đúng rồi. 47.1% các bạn ạ. Nó troll người chơi chưa? Có đem lại keyboard hay không? Có. Đó, nhưng mà lúc nãy mình không để ý các bạn. Thử mình để ở đó thử xem.
nó ăn hết hai cái keyboard xong rồi nó không có gì nó ăn nữa, tụt tem lên xuống nữa thì khổ nữa các bạn ạ. Giờ phải mua thêm một cái keyboard nữa này. Bọt gạp à, đâu ta, đây 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 đây. Ok thì bây giờ mình yên tâm để vào người nó một cái keyboard nữa và mình sẽ lại đây ngủ một giấc nha các bạn, cho lại ăn đại nhiều sớ vô đi, ngủ một giấc thôi. Ok và trời đã sáng và cũng như là mình đã tem thành công nó rồi đó, 15.000 máu, 389 level nha các bạn. Mày nãy giờ là tốn công của tao hơi nhiều đấy. Stamina thì 2.800 khá là ok này. Dam thì 549 đó, được đấy các bạn, dam thì trên 500 là thấy được rồi. Thì cuối cùng thì mình đã tem thành công một con red level khá là cao rồi nha các bạn. Thì có thể là mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like cũng như là subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Vâng và bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip lần sau.